Hello mọi người, lại là mình đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người một kèo Aeros của sàn Let Token á. Mọi người sẽ nhận được token đó là, để mình xem, bấm bắt đầu này. Token AVKT nhá. Đấy thì mọi người sẽ nhận được tối đa là 20 token AVKT. Đấy. Thì để tham gia được kèo trên Aeros trên sàn La Token thì mọi người cần phải đăng ký một cái tài khoản La Token, sau đấy KYC bước 1 bước 2. Sau đấy mọi người chat với bot. Bấm vào chat bot thì mọi người cần khai báo tài khoản email cũng như tài khoản mạng xã hội. Sau khi mọi người đã có tất cả đầy đủ thông tin rồi thì mọi người sẽ vào bấm chat với bot thì nó sẽ giao diện như thế này. Mọi người bấm đôn. Thì mọi người ít nhất mọi người phải mời được một người bạn phải KYC được bước 1 bước 2 của cái sàn La Token nhá. Sau khi mà mọi người mời được rồi thì mọi người bấm install này. Bây giờ mọi người sẽ copy cái này để mọi người dịch ra. Nó bảo anh làm nhiệm vụ gì thì mọi người sẽ làm nhá. Mình sẽ copy dịch luôn. Đây. Tính năng yêu thích của bạn về ứng dụng La Token, bạn có thể sử dụng ảnh chụp màn hình, sử dụng La Token app trong web. Ok, tức là nó hỏi mọi người thích cái tính năng gì trong của sàn La Token nhất. Mọi người có thể chụp ảnh này, hoặc là sử dụng mọi người có thể lấy chụp chụp ảnh màn hình, sau đấy mọi người tweet lên bài 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 đăng, sau đấy mọi người gắn cái La Token app này trong bài đăng nhé. Ok. Ok thì vừa rồi mình có viết một dòng chữ là mình thích tính năng starting. Starting đấy, starting mình sẽ chụp ảnh màn hình luôn. Mình sẽ chụp ảnh mình tweet lên bài đăng luôn. Đây. Mình sẽ chụp ảnh màn hình luôn. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ mở Twitter lên. Sau đấy mình phải đăng bài đăng lên. Đây. Sau đấy mình viết cái dòng chữ đấy, mình dán vào đây. Bấm đăng. Vậy đã xong. Ok, mình sẽ quay trở lại bot. Bấm install. Ok. Bây giờ đi đây. Chia sẻ. Sao chép nào. Kiếm thêm tiền một cách chia sẻ lên kênh giới thiệu của bạn bè trên Facebook Messenger, giải thích cho họ cách kiếm tiền điện tử. Quên. Mọi người có thể copy làm đơn giản thôi, mọi người có copy dòng này. Sao chép này, sau đấy tẩy ảnh này, rồi sau đấy mọi người mở Facebook lên, bấm vào hình ảnh, đăng bài, đăng cái ảnh này lên. Ok, dán cái link mọi người vừa dán vào đây, sau đấy mọi người đăng. Sau khi đăng thì mọi người sẽ quay trở lại bot, mọi người bấm install. Ok. Dồn vào nhóm Telegram là token. Đã dồn bấm install. Dồn vào nhóm AVKT. Bấm tham gia. Ok, trở lại bấm install. Rồi. Tiếp vào nhóm này channel của nó. Tham gia. Trở lại bấm install. Ok. Dồn vào nhóm Twitter, follow Twitter và nhận phần thưởng đây, nhóm này. Mở Twitter lên. Copy. Copy dòng này. Sao chép này. Sau đây bấm vào tìm kiếm. Dán nó vào đây. Đây thì không chữ đây. À là quốc đây. Bấm thích này, bấm theo dõi. Ok, trở lại. Bấm install.
gì đây, sao chép vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình của nhiệm vụ đã hoàn thành. Tệp ảnh, tệp hình ảnh phải nhỏ hơn 20. Người dùng ảnh đăng ảnh chụp màn hình giả mạo sẽ không được thưởng. Ok, mọi người chụp ảnh màn hình này lại nhá. Đây, chụp màn ảnh màn hình lại thích lại nhá, theo dõi đấy. Sau đấy mọi người dán vào đây, dán vào bot nhá. Không biết gửi vào bot hay gửi đâu, cứ gửi vào bot đi. Ok, it's done đúng không? Tiếp theo là mọi người subscribe kênh YouTube của nó, mở YouTube lên, bấm đăng ký này. Ok, trở lại, bấm it's done. Like kênh Facebook của nó nhá. Đây, bấm thích này. Tiếp theo là mọi người bấm ít đôn, like rồi bấm ít đôn. Follow La Token trên Facebook, trên Facebook và trên Instagram. Và like. Like và follow. Bấm ít đôn. Cái này đã làm rồi đúng không? Sau đấy mọi người sẽ bấm token bao. Rồi. Bấm menu. Bấm my reward. Đã xong. Đấy, thì mọi người sẽ nhận được 40 token AVKT nhá. Đấy. Rồi thì những ai quan tâm cái kèo này có thể đăng ký và làm ngay bây giờ nhá. Mình sẽ để link mô tả cho mọi người đăng ký. Đấy, hẹn mọi người những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.